Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi tung vũ khí bí mật dùng tại Copa America 2024, MU đối diện thảm họa lớn. Mới gần đây, theo như thông tin mới nhất được tiết lộ từ Argentina, danh thủ Messi của đội tuyển Argentina sẽ sử dụng một đôi giày mới và đặc biệt. Tại giải Copa America 2024, những đôi giày của Messi thường là vũ khí bí mật, giúp anh thi đấu đạt hiệu suất cao nhất trên sân, tờ Marca cho biết. Phiên bản đôi giày mới của Messi dành cho giải đấu Copa America 2024 được chế tác cẩn thận, với màu sắc được chọn một lần nữa vẫn là màu vàng mang tính biểu tượng. Thiết kế của đôi giày đặc biệt này cũng làm gợi nhớ đến đôi giày mà Messi từng sử dụng ở thời kỳ đỉnh cao thi đấu cho Barcelona vào những năm 2010. Một phiên bản của đôi giày này, nhưng dành cho người hâm mộ, cũng sẽ được tung ra thị trường vào mùa hè 2024, từ Marca tiết lộ. Tầm ảnh hưởng của Messi đã vượt xa mọi biên giới, những màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ của danh thủ này cũng được thể hiện qua việc lựa chọn trang phục thi đấu. Trong đó thì những đôi giày Messi sử dụng ở mỗi giải đấu lớn luôn được người hâm mộ khắp thế giới quan tâm. Điều này cũng sẽ tạo thêm sự tinh tế và mong chờ xung quanh kỳ Copa America 2024 sẽ diễn ra tại nước Mỹ vào mùa hè từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Trang 40 Headline chia sẻ. Đây là trang web chuyên về trang phục và giày bóng đá, cũng là nơi tiết lộ đầu tiên chi tiết thiết kế về đôi giày đặc biệt của Messi sử dụng thi đấu tại Copa America 2024. Trong lịch sử, đội tuyển Argentina và Uruguay là hai đội đang có số lần vô địch nhiều nhất, cùng với 15 lần đăng quang. Do đó mà Copa America 2024 sẽ rất đặc biệt với Messi, khi mà đây là giải đấu lớn có thể cuối cùng trong sự nghiệp của danh thủ này. Nếu cùng đội tuyển Argentina tiếp tục vô địch, Messi sẽ giúp cho đội tuyển nước mình có số lần vô địch nhiều nhất trong lịch sử. Qua đó cũng có thể giúp anh tiếp tục hướng đến kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, Marca bày tỏ. 300 nhân viên của MU đứng trước thảm họa lớn đối diện nguy cơ bị sa thải. Sir Jim Ratcliffe có thể cắt giảm 300 nhân sự đang làm việc cho Man United trong thời gian tới. Tỷ phú người Anh đã hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần câu lạc bộ với giá 1,3 tỷ bảng và sẽ tiếp quản mảng bóng đá tại Old Trafford. Jim Ratcliffe bỏ tiền túi bơm trực tiếp 237 triệu bảng cho Man United để cải tạo cơ sở hạ tầng, sân bãi và không ảnh hưởng đến ngân sách chuyển nhượng, nhằm tối đa hóa kinh phí chuyển nhượng nhân sự theo nguyên tắc công bằng tài chính. Jim Ratcliffe sẽ tiến hành tinh giản hóa đội ngũ làm việc cho đội bóng này. Hiện MU đang có 1.000 nhân viên hậu trường, bộ máy bị cho là quá cồng kềnh so với các câu lạc bộ khác tại ngoại hạng Anh. Theo Guardian, Jim sẽ cử một kiểm toán viên độc lập đến Carrington để đánh giá cơ cấu chi tiêu của MU. Người ta cho rằng có 300 vị trí việc làm sẽ gặp rủi ro, trong đó cả những nhà quản lý cấp cao. Tỷ phú hóa dầu cũng cử hai trợ lý thân tín là Dale Bradford cùng Jean-Claude Blanc theo dõi đánh giá hoạt động bóng đá tại câu lạc bộ. Các đội phân tích dữ liệu, phục hồi chấn thương, tâm lý, bác sĩ nằm trong những bộ phận được giám sát chặt. Man City lôi ngược dòng thắng ngược đối thủ Everton 3-1, gửi thông điệp về sự trở lại của nhà vô địch để hâm nóng cuộc đua ngoại hạng Anh. Man xanh cảm thấy nhẹ nhõm khi thống trị bóng đá thế giới với danh hiệu FIFA Club World Cup mới đây, danh hiệu thứ 5 trong năm dương lịch 2023 của đội. Vinh quang giành được từ Saudi Arabia giúp đội quân của Pep Guardiola tìm lại niềm vui tại Premier League, nơi họ sa sút bất ngờ trong các vòng đấu trước. Man xanh chỉ có một chiến thắng trong 6 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh. Mỗi thất bại sẽ khiến nhà đương kim vô địch thêm tổn hại trong tham vọng hướng đến danh hiệu thứ 4 liên tiếp, kỷ lục của xứ sở sương mù. Trên sân Goodison Park, sau hiệp 1 thi đấu khá tệ, Man City thực hiện màn ngược dòng để chiến thắng chủ nhà Everton 3-1. Không chỉ là 3 điểm, đi kèm với đó là niềm tin và lòng dũng cảm để vượt qua một đối thủ khó nhằn với hai chiến thắng sân nhà trước đó mà không thủng lưới. Man xanh chiến đấu và thành công trong bối cảnh đội thiếu sự sáng tạo vì Kevin vắng mặt dài ngày, gần đây nhất đến lượt Erling Haaland chấn thương. Pep gọi đây là chu kỳ mới của Man City, đội có được kịch bản trận đấu và diễn giải một cách trung thực. Bằng những đường truyền, các học trò của Guardiola muốn khóa chặt đối thủ của mình ngay chính trên phần sân của họ. Đội khách cố gắng lấp đầy các khoảng trống trên sân. Tuy vậy, trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, không phải lúc nào Man City cũng đạt được mục đích khi mà Everton chọn lối đá hoàn toàn trái ngược. Đội bóng do Sean Dyche huấn luyện không cần bóng để tạo áp lực, họ không có tham vọng chiếm hữu bóng. Đội chủ nhà áp sát cường độ cao khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Trong thế trận mà Everton kiểm soát bóng chưa đến 30% với nhịp điệu trận đấu điên cuồng, Jack Harrison ghi bàn mở tỷ số. Một lần nữa, khả năng phòng ngự khu vực và việc bảo vệ khu cấm địa của Man City bị đặt dấu hỏi. Hệ thống ấy bị phá vỡ một cách dễ dàng khi Harrison đánh bại Ederson. Sau bàn thua, Man City còn nhận tin xấu khi mà John Stones, người đóng vai trò như cầu nối giữa hàng tiền vệ và tuyến phòng ngự, nhân tố kết nối chính với Rodri bị chấn thương. Pep Guardiola sẽ phải điều chỉnh lối chơi với Guardiola xuất hiện. City gặp khó khăn nhưng họ biết cách vươn lên sân khấu sự đo lường vĩ đại của mình.
khi mọi không gian tại Goodison bị thắt chặt và Everton thi đấu tự tin, Man City cần đến yếu tố bản lĩnh. Trong thế trận gần như xuất hiện hình ảnh của Phil Foden, một trong những tài năng kỹ thuật nhất của bóng đá nước Anh, người dẫn dắt thế trận tấn công của đội nhà khi được Pep trao vai trò số 10. Hơi lùi xuống phía sau một chút, Foden xử lý táo bạo với cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, bóng đi vào góc thấp đánh bại Pickford, đồng đội của anh ở đội tuyển Anh. Bán cầu hòa phục hồi mọi khía cạnh cho Man City và họ nhìn thấy con đường dẫn đến chiến thắng. Áp lực tăng gấp đôi trước khi Julian Alvarez và Bernardo Silva lần lượt ghi bàn. Màu xanh đã trở lại với một thông điệp, đôi khi cách phòng thủ tốt nhất là tiến lên phía trước. Khoảng cách với ngôi đầu của Liverpool là 5 điểm và đã ít hơn một trận. Giờ là lúc nhà đương kim vô địch tăng tốc. Man City sa sút trong giai đoạn vừa qua, nhưng đội quân của Pep Guardiola có nhiều cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh. Trong 6 vòng đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh, Man City chỉ giành được 7 trong tổng số 18 điểm và có thể nhận đến 12 bàn thua. 1. Tinh thần từ FIFA Club World Cup. Trong giai đoạn khó khăn vừa qua, Pep nói rằng đội bóng của ông để tinh thần khá nhiều vào việc giành FIFA Club World Cup ở Ả Rập Xê Út. Man City đã hoàn thành mục tiêu sau khi vắng nhà vô địch Nam Mỹ Fluminense 4-0 trong trận chung kết. Qua đây kết thúc năm 2023 với cú ăn 5, đây là kỷ lục của bóng đá nước Anh. Pep luôn nổi tiếng cho việc tái tạo động lực cho đội. Sau hành trình ngắn ngày ở Ả Rập Xê Út, Man City có thể tập trung nhiều hơn cho các trận đấu Premier League. 2. Alvarez ghi bàn trở lại. Man City vô địch giải thế giới các câu lạc bộ với 2 chiến thắng mà không để lọt lưới. Julian là một trong 4 cầu thủ ghi bàn. Cầu thủ người Argentina chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài với cú đúp trong trận chung kết. Một sự giải tỏa quan trọng khi anh được Guardiola đưa lên đá cắm. Erling Haaland vẫn chưa rõ về mức độ hồi phục. Alvarez ghi bàn trở lại giúp Man City có thêm giải pháp tấn công. Alvarez, người đã có mọi danh hiệu cấp đội tuyển và câu lạc bộ, tự tin để chấm dứt 8 trận im lặng tại Premier League. 3 là khả năng tăng tốc. Man City hiện cách ngôi đầu bảng của Liverpool 6 điểm nhưng đội chủ sân Etihad thi đấu ít hơn 2 trận. Khoảng cách với Arsenal đội đá hơn 1 trận là 4 điểm. Khoảng cách không quá xa khi đây mới là vòng đấu khép lại lượt đi ngoài hạng Anh. Trong mùa giải với sự cạnh tranh khốc liệt, Man City có bản lĩnh hơn của một nhà vô địch đường dài. Điều này đã được chứng minh trong cuộc thật lụt rút thắng Arsenal mùa trước. Pep có khả năng đón nhận thêm tân binh trong tháng riêng. Đến lúc đó thì Man City càng thêm mạnh mẽ hơn để đối phó với lịch thi đấu dày đặc với sự trở lại của Premier League. MU nhắm mục tiêu Cherki. Một trong mục tiêu mà MU nhắm đến cho kỳ chuyển nhượng mùa hè là viên ngọc Ryan Cherki. Sau khi tỷ phú Jim Ratcliffe chính thức kiểm soát lĩnh vực thể thao thông qua Ineos Sport, đội ngũ cố vấn của Ineos Sport hiện điều hành Nice tại League One đánh giá cao những phẩm chất của Cherki. Tuổi 20, Cherki là một trong những ngôi sao giàu tiềm năng của Lyon cũng như U21 Pháp. Cherki được ví von với Zidane về những kỹ năng của một tiền vệ tấn công. Ngoài ra anh còn đá tốt với vai trò tấn công hai cánh. Man City lôi kéo Van der Sar. Sau khi trở về từ Ả Rập Xê Út với danh hiệu FIFA Club World Cup, Pep ví von Man City như một tờ giấy trắng. Họ sẽ bắt đầu chương mới cùng Pep Guardiola. Theo đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chuẩn bị thực hiện những thay đổi mạnh về nhân sự. Với Alejandro Garnacho là ưu tiên chuyển nhượng. Van der Sar là cầu thủ quan trọng của Barca. Mặc dù vậy, gần đây hậu vệ trái 20 tuổi bày tỏ ý định ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Kế hoạch của Van der Sar là người đại diện Roger Mendes là gia nhập ngoại hạng Anh, nơi Man City, MU và Chelsea mở rộng cửa. Bayern Munich liên hệ Malik Thiat. Không thuyết phục được Rafael Varane và Ronald Araujo, Bayern chuyển sang đàm phán với Malik Thiat trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Các nguồn tin từ Italia cho biết, huấn luyện viên Thomas Tuchel đánh giá cao năng lực của Thiat. Trung vệ 22 tuổi người Đức trưởng thành nhanh chóng hơn trong một năm trở lại. Anh là chốt chặn quan trọng của Milan và nằm trong số những hậu vệ giỏi nhất Serie A. Sự thể hiện trong màu áo Milan giúp Thiat được khoác áo đội tuyển Đức và đang cạnh tranh cơ hội giữa Euro 2024 trên sân nhà. Milan từng chi 8,8 triệu euro để có Malik Thiat từ Schalke 04 mùa hè 2022. Bayern phải trả gấp 5 lần con số này để đưa anh trở lại Bundesliga.